Ủa cơ ghê lắm mà, tại chẳng qua nó trắng mà không thấy thôi. Không đi nè, nó cơ ngựa nè, đi nè, hoạt động nè. Về nó nhất là đi massage nhóm em mà chơi bài nè. Ấn đi dầu, thay dầu liêu vô ha, để ấn cái xong rồi dây hai đầu cơ nghe, miết vô hang dứt. Xong cái nó chơi bài vuốt, nó nằm nè vuốt tới đây thôi nha, tới đây thôi nha. Bạn nói là không đốt mỡ đúng không, tao nói cho bạn nghe, giờ cái đùi nè, kêu xa chưa? Đời sống văn minh gắn liền với home gym đẳng cấp. PPT hân hạnh cung cấp đến các bạn những giải pháp tập luyện tại nhà hoàn hảo từ phân phối thiết bị. Hướng dẫn tập luyện, giáo án và giải pháp dinh dưỡng. Tôi Duy Nguyễn, BBT CEO hân hạnh đồng hành cùng các bạn. Chào mừng các em đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn. Thì hôm nay anh tiếp tục chia sẻ tụi em về những cái kiến thức căn bản, kiến thức nền và kỹ năng cardio. Thì anh cũng biết được trong lĩnh vực gym á, thì thường thường á, là cardio là cái mà ít người dạy tụi em, ít người chia sẻ với tụi em. Đa phần vô cứ deadlift không mà đúng form, đúng fit này nọ, nghe riết mệt thấy bà. Cứ có một câu chuyện deadlift, bench press, đẩy vai, nằm miết hết năm này qua năm nọ, 10 năm trước tao gặp rồi, giờ 10 năm sau quay lại lướt Facebook cũng thấy nữa. Đó không? Biết nó làm cho chúng ta nghĩ đơn giản gym chỉ là mấy bài đó thôi. Nên nó không có được một cái góc nhìn tổng thể và toàn diện. Con người ta khỏe, con người ta dai, con người ta sống trường kỳ là con người ta cái level cardio phải cao. Cái level được cardio phải cao. Tại cardio đó là kỹ năng. Nó là kỹ năng rất khác, gym nó là mạnh. Đúng không? Gym nó là mạnh, gym nó là bền. Nhưng mà dai á là phải cardio. Nên nhiều khi gặp mấy nhỏ gái nói chuyện rất là mất dạy, nhưng mà không phải là sai đâu mấy em. Nó là mấy thằng tập gym thường thường lò xo ngắn này nọ kia, phập phiết gì đó, được có 3 nháy 1 phút 20 giây 30 giây gì đó. Chỉ có thằng nào chạy bộ lâu quá thì nó mới dai. Nghe qua thì rất là mất dạy, nhưng mà ngẫm kỹ là có lý đó mấy em. Không phải là sai đâu. Nên nhiều khi tụi em cứ tố cáo mấy nhỏ hot girl hoài, anh Duy ơi đam nữa đi, nó nói vậy nè anh, đụng chạm tới gymmer nè anh. Đụng chạm mày thì có chứ đụng chạm gymmer gì, tao đâu có yếu sinh lý đâu. Tao đâu có nhỏ đâu. Ô, nhìn tao giống nhỏ lắm mày á, đúng không? Đụng chạm mày có, mày mượn tao mà đam nó. Rồi, không dài dòng nữa. Bây giờ nói về cái kỹ thuật để chúng ta set up một cái chương trình cardio mà đa phần là máy nào cũng làm được. Không riêng gì máy F63 hay là F85 gì của Duy Nguyễn nha. Nói chung là máy chạy đạp bộ nào hầu như ba làm cũng được. Để set up được một chương trình cardio phù hợp với mình, các bạn phải hiểu rằng mục đích các bạn muốn cái gì cho ra. Bạn muốn cái gì? Đó. Bây giờ muốn khỏe, muốn bền, muốn dai hay muốn mạnh? Đúng không? Bây giờ bạn deadlift 200kg với bạn chạy bộ 20 đi. Chạy bộ 20 chạy chừng 5 phút thôi bạn làm nổi không? Nope. Đúng không? Hay chạy bộ 20 5 phút xong mẹ ối xỉu tại chỗ luôn chứ. 20 km/h á. Ồ, chứ không phải là ấy đâu, 20 km/h. Nặng lắm. Đó, vậy thì chúng ta cần phải hiểu là bây giờ là chúng ta để cho cái buổi cardio của chúng ta nó mệt. Nó mệt nó mới đúng chứ, tập không mệt tập làm gì. Đó, thì chúng ta phải hiểu những thông số sau đây. Có 3 cái yếu tố sau đây làm cho các bạn mệt. Có 3 cái. Đó, thứ nhất, thời gian. Thứ hai, tốc độ. Thứ ba, độ dốc. Chúng ta sẽ đi qua từng cái. Thời gian thì bạn phải hiểu là thời gian để làm cái gì. Đó, thì nó quay lại bài toán BMA, cái bài toán one rep max, bài toán từ lừa học dưa, bài toán các kiểu hồi xưa đó. Cái bài toán là sử dụng năng lượng trong tập gym. Đó, thì bây giờ bạn set up á, bạn muốn đốt mỡ thì bạn tập cardio phải khác. Đó, nó nhức đầu lắm em, tao nói thiệt các bạn, bể nọ bể não luôn á. Bây giờ tập gym tập cardio không gì đốt mỡ gì, không lấy gì tăng cơ, không có đạo đó. Đúng không? Tập cardio quá mà muốn tăng cơ á là phải uống mát. Uống này nè. Đó, uống mát này nè. Nó mới tăng cơ chứ không phải cardio nào giúp tăng cơ. Cardio là luyện về tim mạch, đốt mỡ. Mỡ thì có hai loại mỡ, một mỡ dưới da, hai mỡ nội tạng. Nó đốt cả hai, mà cái quan trọng nhất là đốt mỡ nội tạng, tốt nhất là cho chúng ta không bị bệnh, không bị đột quỵ. Đó. Vậy thì mà muốn đốt mỡ thì quãng đường nó phải đủ dài. Quãng đường nó phải đủ dài để đốt mỡ ông ơi. Đó.
Còn nếu mà quãng đường không đủ dài, chúng ta phải tập đủ mệt. Cái này cách anh nói nha, chúng ta phải tập đủ mệt. Ví dụ giờ nói thôi, giờ vợ ốm con đau, tập được có 10, em tập được có 10 phút mà nó chưa đủ thời gian để đốt mỡ. 10 phút sau đủ đốt mỡ. Muốn đốt mỡ phải trên 30. Muốn đốt mỡ phải trên 30, cường độ vừa. Cái đó không cãi nữa. Còn bây giờ em có 10 phút mà chỉ em đốt mỡ đi, vẫn có cách luôn. 10 phút đúng không? 10 phút H2T cường độ 21 chạy sắp mặt đi đốt mỡ. Vậy H2T là gì? H2T là gì đó mốt nói. Mà ở đây á, muốn đốt mỡ trong thời gian ngắn á, là tập sao cho tim nó đập, mẹ nó đập muốn bể lồng ngực luôn á. Nó đập muốn bể lồng ngực luôn á, nó mới đốt mỡ được. Nhưng mà không phải đốt lúc đó, đốt về nhà nó đốt. Nó gọi là đốt mỡ trong ngày. Bởi vì khi mấy thằng tập về mệt, tập về nhức mình quá, tập mệt quá. Lúc đó đang đốt mỡ đó, kiếm đồ ăn vô đi. Ăn protein, ăn ít, ăn này vô, nhịn đói cho teo cơ luôn. Đó, thì cái tốc độ là như vậy. Bây giờ anh sẽ nói những tốc độ cơ bản sau đây. Tốc độ 6. Dưới 6 là đi bộ. Bình thường nói chuyện cà kê dê ngỗng dê gái rồi. Bạn đi bộ dưới tốc độ 6 mà đi chừng 60 phút á là đốt mỡ. Thí dụ cái lượng calo trong cái buổi tập đó bạn đốt được 200 thì 70% calo đó lấy từ mỡ. Ok? Đó. 70 nhân cho 200 ra 140 đốt từ mỡ. Lấy 140 đó chia cho 9 thì nó ra số gram béo, gram mỡ bằng video. Ngược lại chạy đi 2 tiếng. What? Nhà thất nghiệp mà rảnh mà không đi đâu đi chứ. Bà nội trợ ở nhà có làm gì đâu, má mấy em á, má anh cũng vậy thôi à. Thì bây giờ người ta già rồi thì ta đi vậy thôi chứ không lẽ bắt chạy bộ như ngựa ba. Đó thì tụi em phải hiểu mấy cái này. Đó để tụi em chỉ má em đi, hoặc tụi em set up cho tụi em, hoặc set up cho má, hoặc là set up cho con khách. Đúng không? Tụi em mua máy chạy bộ F63, F85 người này về mốt dạy BT chứ làm gì. Mà dạy BT không kiến thức con nổi nghe. Hiểu không? Đó, giờ má thôi má đi bộ 1 tiếng không đi, đi nổi không? Nhiều khi chạy bộ không nổi chứ đi bộ nổi không nổi. Đi bộ 1 tiếng thì được. Về khoe bà xóm, rồi tôi mới đi bộ 1 tiếng này bà. Xạo, thấy bà nhà không đi bộ 1 tiếng gì. Trời ơi bà lạc hậu quá, không biết ghé anh Duy Nguyễn mua máy gì trơn. Máy tập bộ nhà bà ơi. Trời ơi. Xong rồi bữa sau đủ bà hàng xóm đi chợ, xách vỏ đồ đi phà phà luôn mấy em. Mới đi bộ lên thấy lực rồi, ngon rồi. Tối nay ba mày biết tao. Đó, nói tóm lại, móc 6 mấy em nhớ. Đương nhiên cái móc không phải là chân lý, mà cái móc để nằm ở thể lực của từng người. Đó, anh nói móc 6 là cái móc của thằng media đó, thằng đó tập gym yếu. Anh móc 7 được. Hiểu không? Dưới 6, còn trên 6, từ 6 tới 9. Từ 6 tới 9 là chạy bước nhỏ. Đó, chạy bước nhỏ mấy em. Tại sao anh đề cập tới cái giai đoạn chạy bước nhỏ này? Cái giai đoạn chạy bước nhỏ này là cái giai đoạn quan trọng mà nó đề ba cho cái vụ mà đi bộ với cho cái vụ mà chạy nhanh. Để mai mốt tụi em làm ra chương trình H2IIT á. Đó, H2IIT đó, kêu là HIT á, hiểu không? Rồi, giai đoạn trên 9. Trên 9 là chạy như ngựa rồi đó. Bởi vậy chúng ta tập, chúng ta phải xác định chúng ta tập ở cái gì. Nãy giờ anh đang nói như ngựa không người đó, là tốc độ là inline bằng 0. Inline là độ dốc. Độ dốc là một trong hai thông số ảnh hưởng tới thể lực. Đó, inline là độ dốc, hiểu chưa? Đó là tốc độ vừa qua tới độ dốc nè. Độ dốc bằng 0, đi bộ trên nền bằng phẳng. Độ dốc ở đây nè. Đó, cái máy á, độ dốc từ 1 tới 15. Ủa, từ 0 tới 15. Cái máy cùi 0 tới 12. Hiểu không? Đó, nó lên dốc nè, 15 độ là so với cái góc này, góc này, góc dưới này, góc nhọn này là bao nhiêu độ nè. Đó, nó dốc vậy nè. Thì khi mà độ dốc càng cao, đi càng mệt. Ủa, giống như lên chùa Thiếu Lâm vậy đó. Cái độ dốc là cái gì? Độ dốc giống như cái dốc đam á. Cái dốc mà cái dốc đam á, hoặc là đi đường đồi á. Nó đi bộ dốc trời đất ơi. Thì mỗi cái nó một kiểu nha. Mỗi cái nó một kiểu. Bây giờ á, thí dụ như cũng là level 7, ủa level 6 đi. Em đi bộ được trên cái nền, đi bộ được trên cái nền đất thường thôi. Nhưng mà level 7 em đi bộ không đi cái level 7 em đi dốc không nổi. Đậu dốc đi không kiểu nào nổi hết. Dốc nó mệt kinh khủng luôn. Hiểu không? Dốc nó mệt lắm. Nên á, các bạn test về độ dốc cũng là một bài toán hay cho gia đình các bạn, cho tía má các bạn. Test độ dốc 3, 4, 5 để đi. Đi dốc thì sẽ đi chậm.
đi chậm đó, nhưng mà đi chậm á, mà khi mà đi á là chúng ta phải bước lên như này, chúng ta rướn lên là cơ đùi chúng ta tập nè, xong ta tới đây nè, cái đích nhấn cái lên mông nè. Đi dốc rất là hay. Bởi vậy trong những cái bài tập có một bài em chỉ để anh chỉ cho em chỉnh nè, em chỉnh level, em chỉnh chương trình manual đúng không, chỉ chỉnh chương trình manual những cái cạch cái set 10 phút đi bộ level 4 độ dốc 15. Bây giờ tôi không làm khó đúng không, tôi không làm khó được tốc độ mà tôi fix một cái tốc độ lại, xong tôi chỉnh độ dốc, hiểu chưa? Bạn làm bài test đi, một cái mà đi bộ level 4 thôi, đừng đi nhiều, yếu nữa đi level 3 cũng được nữa, chỉnh độ dốc 5, 10, 15 rất là do mod đúng không. Bạn cứ nghĩ đi, bạn nói là không đốt mỡ đúng không, tao nói cho bạn nghe, giờ cái đùi nè kêu xa chưa? Nhìn đùi heo vậy đó, bạn nhìn cái đùi nè, hai cái đùi của bạn là cơ nó muốn hết người rồi, mà khi bạn đi á là nguyên cái đống cơ nè đó. Ủa cơ ghê lắm mà, tại chẳng qua nó trắng mà không thấy thôi. Không, đi nè, nó như cơ ngựa nè, đi nè, hoạt động nè. Về nó nhất là đi massage, nhóm em là chơi bài nè. Ấn đi dầu, thay dầu liêu vô ha, để ấn cái xong rồi dây hai đầu cơ nghe. Miết vô hang, dứt. Xong cái nó chơi bài vuốt, nó nằm nè, vuốt. Tới đây thôi nha, tới đây thôi nha. Trời ơi, má cái chừng nó đi không nổi luôn. Đừng tưởng đâu là độ dốc không quan trọng, mấy ai hiểu được độ dốc đúng không? Nhưng mà bây giờ á, nãy nói rồi, tốc độ, thời gian và độ dốc nó sẽ làm cho các bạn có một công thức tập luyện thể dục đi bộ cho riêng mình. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta điều chỉnh cái manual á. Trong những chương trình có chương trình quan trọng là manual, thì anh nói những kiến thức này ra để cho các em điều chỉnh manual. Vậy thì giờ manual, giờ hồi giờ nghe như Nguyễn nói đi đi bộ 30 phút đốt mỡ, em chơi 45 phút luôn. Hôm nay rảnh mà, coi hiệp C1 nữa nha. Ồ, để cái hình đằng kia. Khi khiêng máy chạy bộ ra, đồ quá, Barca này Messi đi hả ta? Messi đi, Suarez đi luôn rồi. Thôi chuyển qua coi Man City đi. Rồi, bật Man City lên đá, Man City đá với Manchester. Vô thôi, trong thời gian này, giờ bụng bự quá đi bộ. Rồi, nghe lợn như Nguyễn coi, vô chỉnh kịch, hiệp 45 phút, vô nhấn manual, kịch 45 phút. Bây giờ đi chậm thôi, level 3 thôi, tôi level 3 rồi dốc 5, đi, xong rồi chạy, đi, má giữa chừng mệt quá, nhấn cạch xuống level 1, đi, hồi chán quá, xong rồi nhấn lại level 3, kịch, xong bên đây cạch cho thấp xuống, cạch, cái tay bên đây là độ dốc, cái tao đây tốc độ, ông nhớ chứ ông nội, cạch rồi, ôi đu bây giờ, ê bao con. Bao con cách đây 10 năm rồi ông ơi. Nha. Đó. Xong rồi. Em là nướng anh không mật em. Ra tập bộ tới đi bộ buồn miệng quá. Đúng không? Mà tập sim nó giống như là cái trò chơi vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta chơi thì cường độ phải đủ dài. Thế bạn hiểu tôi nói không? Chứ mà không có thằng nào mà tập 45 phút mà tập trung căng dây đàn á. Tới chưa mấy phút rồi? 1 phút hả? 2 phút. 3 phút, 4 phút, 45 phút không ngon khùng nào vậy hết ông ơi. Đúng không? Bạn phải hiểu rằng á, tập gym á, cái cường độ dài á là chúng ta nói chuyện. Nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với người thân, phone hay FaceTime với gái hay làm cái quỷ gì đó. Nói chung là vừa tập vừa làm, chúng ta đang làm một cái gì đó thì chúng ta mới tập cường độ dài. Còn không á thì tập cường độ ngắn. Ok, tiếp. Nói về cường độ ngắn, 10 phút. Tôi cho bạn biết những cái khung tốc độ cường độ ngắn 10 phút. 10 phút vậy chỉnh sao cho nó phê. 10 phút nè. Đầu tiên á có hai cách, bạn để cho cái level fitness cái tốc độ nó lên. Nhưng mà cái độ dốc nó xuống, độ dốc cho bạn không chỉnh độ dốc. Chạy level 10. Bạn chạy level 10. Tôi nói thiệt các bạn, bạn chạy level 10 được là bạn cũng khá lắm rồi đó. 10 phút nha. 10 phút. 10 phút level 10. Còn làm không nổi thì đầu hàng, chơi khác, game này khó quá. Còn không á thì đi bộ dốc 10 phút, đi bộ level 10. Ủa lộn, không phải level 10, độ dốc 10 mà level chừng 5 thôi. Level chừng 5 thôi, còn level 7 đi không nổi đâu.
đó là những cái bài test trong vòng 10 phút. Thì nó bạn tập không đủ là dài thì bạn tập đủ mệt, đúng không? Cái cảm giác mà nó nhồi trong bài cardio mà những giây về cuối á, đó là cảm giác ăn tiền. Đúng, ông tập ông hít sâu thở đều, à hít thở nữa. Tập là gì? Không cần phải. Nó làm gì? Đúng không? Tập đi nè. Đi, đó là đang chạy. Đó, còn hổng mũi không? Cũng được. Chứ giờ nó làm gì không được, gạt mũi. Tập được, đó, tập thật. Còn đi bộ bình thường thôi. Đó. Đó. Nên những cái chương trình kia thường là tôi không giới thiệu các bạn. Tại vì sao? Tại những chương trình kia là những chương trình bằng tập để bạn vào đời thôi. Bạn vào đời rồi thì bạn cũng bỏ bạn như cách mà bạn bỏ bộ sinh viên của bạn thôi. Đúng không? Những cái mối tình học trò là những mối tình vào đời thôi. Thấy không? Nó những chương trình kia là những chương trình nó vào đời. Khi bạn tập thì bạn muốn lên một cái level nó cao hơn thì bạn phải có những chương trình cho riêng mình và những cái cách tập cho riêng mình theo từng buổi tập. Đó, thì bây giờ thông qua chương trình manual đó, bạn điều chỉnh 3 thông số sau đây. Thứ nhất thời gian, thứ hai độ dốc và thứ ba tốc độ để các bạn có những cái trải nghiệm cho riêng mình. Tất nhiên ở trong chương trình cardio bạn vẫn có thể tập HIIT bằng tay. Bằng tay. Nhưng mà cái đó là cái mà cùi, không nói. Tập phải tập bằng lập trình chứ không tập bằng tay. Thì bây giờ tiếp theo bạn phải hiểu được cái đồ thị. Ở trên cái màn hình cardio nó sẽ có những cái đồ thị. Đó, một cái đồ thị nó có 15 cây. Nó 15 cây, 20 cây tùy máy, tùy chuyện đó không? Đó, thì một cái đồ thị nó thấp, tức là cái lúc đó đó là tốc độ nó thấp. Cái đồ thị nó cao đó là tốc độ nó cao. Thì khi mà Duy giới thiệu các bạn về chương trình của các đồ thị đó đó thì là qua chương trình xịn rồi đó. Thì lúc đó là qua những cái chương trình khó hơn. Còn trong cái video này á thì Duy chỉ nói các bạn tập cái chương trình manual. Chương trình chỉnh tay manual đó. Đầu tiên chỉnh thời gian, xong đó rồi là chạy ra, nó bước ra chạy level 1 á. Rồi từ đó mình chỉnh bằng nút kịch kịch hoặc nút này đó. Hoặc nút tay bấm hoặc nút này, hoặc có lúc mà cầm điện thoại chỉnh lên đây luôn. Đó không? Đó, thì các em media cứ minh họa cho các bạn hiểu về chương trình manual nha. Kiếm nhỏ hot girl mong to nào đó quay lại đi. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi video, bye bye. Mau chi tiết. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Đức Vũ 3 triệu. Hải Bánh 3 triệu. Vi Phạm 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.